Chú ăn chuối. Cô chú ăn chuối. Hello, Ngọc Diệu Vlog xin chào cả nhà nha. Em chào các ông bà, cô chú, anh chị và các bạn đang xem trên kênh của Ngọc Diệu Vlog. Chuột chào ông bà ơi, con chào các ông bà. Cô chú. Anh chị. Ăn chuối với con. À, đây cả nhà ơi. À, thì hôm bữa mà em về quê đó cả nhà, đây ông già chồng em ổng cho em lên đeo, em chở lên được là 3 buồng chuối. Có cái buồng này là buồng nhỏ, buồng này nó chỉ có 3 nải thôi, còn mấy cái buồng kia thì nải bự á cả nhà, nải bự trái bự thì em cho những người này cho người kia rồi, còn em chừa chỉ có con buồng này 3 nải em ăn thôi, nhưng mà không gà chưa ai ăn gì cả nhà, để chín mà cái chuột nó ăn mà cả nhà. Nó đây nè, chuột nó ăn bây giờ thì thấy chín nhiều quá rồi ăn không hết. Bây giờ mấy mẹ con em nhà buồng làm chuối chiên em cả nhà ơi. Đây em mời cả nhà bữa nay thưởng thức với món chuối chiên với cả nhà, với em nha cả nhà. Ở đây thì em cái này là trong nhà em còn bột gì em làm bột đó. Đây đây thì bột gạo em mua này cũng biết rồi, có mua làm gì cũng lâu rồi đó cả nhà. Rồi còn được bột gạo chứ thay gì đi mua bột chuối chiên thì chiên nó tao pha sẵn, bột chuối chiên mua thì nó dễ cả nhà. Còn này em không có thì em có bột gạo và bột chiên giòn. Bột chiên giòn thì em cũng hay mua để nhà đặng có khi nữa mà chiên. Bột mì trong tủ em còn bột nếp nè, trong tủ em còn bột nếp nè, rồi còn bột năng nữa, còn đủ thứ bột hết trơn. Mà rồi bữa nay giờ có món gì thì em làm món đó cả nhà ơi. Đây ở đây thì em sẵn có bột chiên giòn thì em làm hết bột chiên giòn luôn. Quên tắt cái quạt, gió nó bay bụi luôn, nó bay bột cả nhà. Này mấy đợt trước mua mà nó chiên, để em chiên gà gán mà cả nhà, lâu lắm rồi đâu nó còn á cả nhà, để em đi tắt cái quạt á. Còn bịch này không biết hết không biết nữa, này ha. Ba nải này chắc cũng hai mấy trái. Hai mấy trái mà nửa ký bột này với bịch bột chiên 100g nữa, không biết chắc nửa ký hết không biết nữa. Không biết chiên nó có dư không nữa. Con gái em á cả nhà nó đòi ăn khai chiên nữa, nó kêu đi mua khai chiên về. Chú có hổm đem lên nè. Buồn đâu? Ở ngoài nào nữa? Ở ngoài có buồn mà mình đâu có bẻ đâu, buồn chú nhà mình ngoài đâu có bẻ đâu. Con này là chú của hổm đem lên lấy cái nải nhỏ nè. Quá nhậu không? Không trời ơi, rủ mẹ không lộn không? Cả nhà ơi, em đương làm mà nó rủ em cũng lộn không? Tao mày cũng lộn nè. Kìa chú Quân, cũng lộn chú Quân kìa. Em bỏ vô miếng bột mì nha cả nhà ơi, rồi ba thứ bột em trộn lại. Con đừng có phá của mẹ chuột ơi. Đây 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 cho mẹ mượn, mẹ quay cho mẹ mượn ý. Cho mẹ mượn mẹ quay bột, rồi con lấy sao mẹ quay bột, mẹ bột ăn. Mẹ chiên bánh cho ăn. Sao ạ? Sao cho mượn? Ăn cái kỳ vậy? Ăn vậy đó. Trời ơi, nay nắng nóng. Đây cả nhà ơi, bột em pha cho nó đặc đặc gì rồi nè cả nhà. Để em bỏ vô đây cho nó xíu muối cả nhà. Bỏ xíu muối với một xíu đường nữa cả nhà ơi. Nhà em bỏ đường thì xài theo đường hơi to. Em cho miếng đường vô nữa cho nó ngọt ngọt cả nhà. Rồi em quậy lên cho nó đều, em để đây cho nó tan đường với tan muối cả nhà. Bắt đầu quay lại em sẵn bếp đồ lên, em vừa cắn chuối vừa chiên luôn cả nhà ơi. Đây cả nhà ơi, em bắt chảo đổ dầu vô trước nha cả nhà. Chuột ơi con đừng có nhoi nghe, mẹ đương làm nghe, con đi ra cha hả. Đó. Em bắt chảo để đây cho nó dầu nó nóng đi cả nhà. Bắt đầu giờ em tới ép chuối cả nhà ơi. Chuối này em để cho nó chín mùi nè, ngon quá cả nhà. Thấy trái chuối nào nấy nó ngon hết biết không, ở dưới tao mua ghẻ ghề à cả nhà. Cha em ông đốn vô, ông đốn lên cho em bữa đó đem lên 3 buồng em cho hết. Mít thì dưỡng 6, ngay đợt dưỡng 6 em ông trồng mít đó, ngay đợt về dưỡng 6 em cũng bẻ mít đó cả nhà. Em không có em không có cái tấm thớt để đè cả nhà, em có một cái một mà. Rồi bây giờ em phải lấy cây dao nha cả nhà. Em trong khi thời gian em làm video á cả nhà, có gì sai sót thì cả nhà cũng thông cảm bỏ qua cho em nha cả nhà.
Em còn dở lắm, tại vì đó giờ em không có biết làm á. Em không biết làm mà em làm được như vậy em cũng mừng lắm. Cả nhà cũng mong sau này các ông bà, cô chú, anh chị và các bạn cũng thể yêu thương em. Và nếu em có sai sót những cái thứ gì thì cả nhà cứ bình vô bình luận cho em, vô bình luận dưới video á cả nhà, đặng cho em biết cái phần đó đặng em sửa. Nếu em làm thì cái phần nấu ăn này sổ em thấy sao view nó không lên, cả nhà, cả nhà góp ý kiến cho em làm được không, em đương chán quá cả nhà ơi. Tại vì cái phần này mà cái phần chuối này em cũng không có ấy cả nhà, tại vì em làm nhà em ăn không à, em không có này, nó hơi ấy quá, để hồi chắc ép lại cho nó dài dài chút đi, để này nó bự rồi nó không ra dài. Em nói phần về nấu ăn thì em cũng không có hay ho gì mấy cả nhà, em cũng hơi dở đi rồi, mong tất cả các ông bà cũng thông cảm bỏ qua cho em. Cái này phải lấy tay gỡ thôi cả nhà ơi. Để đi cho dầu nó nóng lên chút nữa, em ép hai ba trái đi cả nhà. Em làm có gì sai sót cả nhà cũng góp ý kiến, có khi á em cũng còn hơi dở, khi em làm sai cái đó sai mà em cũng chưa có để ý tới nữa đó cả nhà. Bởi vì mong cả nhà cũng thông cảm mà góp ý kiến cho em, có phần nào sai là em biết em sửa. Em ớt nó lại hai trái đi cho nó, hai cái đi cho cái trái nó chìm dài chút cả nhà. Cái chuối nó bự hết biết. Em thử cái dầu nó nóng chưa? Ô dầu nóng rồi cả nhà. Nó bị bể ra làm hai rồi cả nhà ơi. Em không có cái giá mà để mà thấy rồi, ra làm hai luôn, hai miếng luôn cả nhà ơi. Cái chuối nó bị tét ra làm hai rồi cả nhà ơi. Nó mùi quá chứ em ơi, bắp mỏng quá gì với thêm cái anh em không có cái sạn á cả nhà. Không có kinh nghiệm chiên chuối chiên, nhà em ít có khi nào ăn lắm. Trái nữa cả nhà ơi, chảo em chiên chắc được 3-4 trái. Đây cả nhà ơi, hai cái em bỏ trước nó đã vàng rồi cả nhà ơi, mà em chưa gấp bỏ lên dĩa, em sẽ bỏ lên đây cho nó bỏ dầu quá cả nhà. Em để lên đây cho nó nhiễu dầu xuống bớt đi, tại em không có cái gỗ để dầu, rồi em phải lấy hai đôi đũa bếp, hai chiếc đũa bếp của em. Em để lên đó cho nó gõ dầu rồi xong em mới bỏ ra dĩa nha cả nhà. Đây cả nhà ơi, thành quả hồi nãy giờ em đã chiên xong rồi cả nhà, nhưng mà giờ này Văn đi làm hết rồi, không ai đi về vô ăn hết trơn á cả nhà. Giờ hai mẹ con chuột sẽ bưng cái mâm này đi bán. Con có đi bán với mẹ không? Con đi bán. Con bán chuối hả gì? Con bán chuối này. Không rồi, con rau coi, con rau coi, da rau sao, ai mua chuối chiên không? Anh ăn chuối chiên. Nhiêu ngàn một cái? Ê đừng có cướp. Hả, nhiêu ngàn một cái? Cái này mấy ngàn? Rồi, năm bây nhiêu? Giờ bao nhiêu? 5 ngàn. Rồi, giờ đi nè hai mẹ con. Giờ cả nhà ơi, giờ không ai về ăn hết. Giờ hai mẹ con em chiên xong rồi, giờ hai mẹ con em bưng đi bán thôi. Giờ đi sao? Đi đâu? Get đồ đi.
Mời cả nhà đi theo em bán chuối chiên. Cả hai bữa nay hai mẹ con em bán có đắt không nha cả nhà? Đó. Rồi giờ chuột rau coi. Chuột rau coi. Ai mua chuối chiên không? Ai mua chuối chiên không? Ờ, rau, ai mua chuối chiên rau? Cha mua chuối chiên không? Ai mua chuối chiên cha không? Rau vậy á. Rồi hỏi cha con có mua chuối chiên không? Cha mua chuối chiên không? Cái nhiều? 20 ngàn. Cái chuối chiên 20 ngàn, cha có mua không? Tiền nè. Rồi cha đưa tiền kìa, cha đưa tiền, cha đi mua kìa. Đó, cha mua nè, lấy bánh tươi cho cha nè. Lấy bánh tươi cha, hỏi cha mua nhiêu cái? Đây. Cái 10 ngàn nha. Đây. Nè cầm cái này nè, cầm cái này rồi đưa cho cha đi. Rồi, hỏi cha ăn có ngon không? Rồi, tới tiền bỏ túi. Bỏ đâu? Bỏ vô áo luôn. Bỏ vô áo luôn. Rồi, rồi kêu cha ăn có ngon không? À, không, cảm ơn cái thằng hả? À. Cảm ơn đi. Cảm ơn. Ngon ngon. Cảm ơn đi, ngon. Ngon ngon. Hỏi có mua nữa không? Ngon ngon quá. Anh ăn ngon. À, rồi đi lại họ bán anh hai coi. Chờ chuột hết đi lại bán cho anh hai nữa nha cả nhà. Rồi. Rồi hỏi coi. Anh hai ơi. Đây. Đó, rồi anh hai hỏi anh hai có mua chuối chiên không? Ừ. Mua chuối chiên đưa tiền ngược lại cho người ta vậy đó hả? Rồi, vậy vậy? Bán cho anh hai cái nha. Ngon không? Ngon thiệt không? Ngon thiệt hả? Rồi đây là con cầm gì nè, con cầm cái này rồi tôi đưa cho anh hai. Rồi cảm ơn nha. Trời ơi bự quá. Khoan khoan, chờ hỏi anh hai ăn có ngon không? Hỏi chú Quân có mua chú chiên không? À, rồi không 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 có lấy luôn hả đây? Chuột lấy cho. Để chuột lấy cho hả? Rồi chuột lấy được không? Trời ơi, nó đây nè cả nhà, nó dành nó cầm nó bán nè cả nhà. Đó, rồi, đưa cho chú Quân. Nhiêu hả? Nhiêu tiền? Cái chú chiên nhiêu tiền? Nhiêu. Nhiêu. Cái chú tiên nhiêu tiền? Nhiêu tiền. Mấy ngàn? Nhiêu tiền. Cái chú chiên mấy ngàn? Nhiêu tiền. Mấy ngàn. Hả? Nãy không bán cho cha nhiêu? Bán cho cha cá chuối chiên nhiêu? Nãy nó bán cho cha nó cá chuối chiên nhiêu không? 20 ngàn. Rồi, rồi chuột ăn luôn. Chuột đi bán chuối chiên, chuột ăn luôn cả nhà ơi, nóng không? Còn nóng quá cả nhà, ăn mắm. Lấy cái khác đi coi. Nóng. Còn nóng, để kiếm cái nào nguội, cái nào chiên trước. Cái này nè, cái này nguội nè. Cái này nguội nè. Mai trả tiền cho nha. Kìa chú Quân nó mai trả tiền rồi chịu không? Mai trả tiền cho. Dạ đi. Đây. Đây nè nè nè, cầm nhớ. Rồi đâu có ăn cái trong bà cô chú coi coi. Ngon không? Ngon. Ngon là ngon là làm sao? Ngon là làm sao? Ngon cái tay phải làm sao? Đây nè, con mời ông bà cô chú đi. Con mời các ông bà. Có cơm mẹ ơi. Ờ có cơm. Nó ăn có bột giòn là có cơm. Nè con mời các ông bà. Mời đi. Cô chú. Cô chú. Mẹ mời mất đi. Ừ, rồi con mời bà cô chú đi. Thả tim kìa, thả tim kìa. Thả tim. Mời bà cô chú ăn bánh bánh gì, bánh chuối chiên với con. Đó. Bà chú Quân ăn nữa không nè, ăn đi lấy một cái nữa. Thôi giờ mấy mẹ con em ngồi đây ăn luôn cả nhà. Nó lấy giấy hết trơn rồi. Rồi em ăn cái vàng này, em ăn cái vàng vàng, chị ăn cái vàng vàng. Em mời các ông xã, các ông bà, các anh chị và các bạn ăn với em nha. Bữa nay em đi ra ngoài cánh đồng. Một cái khu bãi đất của em ngồi ăn luôn cả nhà ơi. Đúng à. Vô. Gì vậy? Kìa hai chú cháu vô kìa, vô. Vô, ngon không? Khoai như lầy như của em một cái nhà đi ra mà lộ ngồi ăn luôn, nhìn là người ngọn gốc ăn như nè. Ngon không? Ừ. Mấy hôm nay cả nhà thấy món này mà chuột ăn được mà cả nhà.
Mọi người chiên không ăn không? Cầm chắc nha. Mọi người gửi gì nữa không? Gửi gì vậy? Chuối. Ngon cả nhà, chuối nó vừa ngọt á, bột nó giòn lắm cả nhà. Cắn ngay thì đều quá. Quà ăn nữa không con? Làm vô. Đưa đây cho bọc cái mẹ. Đừng rớt cái bánh khỏi ăn á. Nãy cắt ra vừa miếng đủ. Mới gạt kẹp cho chú nó hai cái rồi thiếu cả nhà. Cái lại cục nữa rồi. Đó. 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 Bệnh sớm gài cả nhà. Chuột bệnh sớm gài. Đừng dặm bụi con. Cả nhà ơi, nói chơi với clip em cũng dài à. Cả nhà ơi, thôi em xin chân thành cảm ơn cả nhà mình rất nhiều nha. Chơi vòng vòng đây đâu có đi bán ai được đâu cả nhà. Miễn mà cả nhà có ai mà có ủng hộ em mà miễn là làm những cái món này món kia đi bán thì cả nhà cho em cái bình luận ở dưới đây đặng có thì các em làm em đi em bán kiếm tiền vừa bán kiếm tiền nuôi chuột luôn vừa qua YouTube luôn cả nhà ơi. Em chân thành cảm ơn cả nhà mình rất nhiều. Ai mới đến cho em nhớ cho em xin một like, đăng ký, chia sẻ cả nhà. Em bye bye. Chuột bye bye không chuột.